Để tiếp nối cái chương trình đó, cũng giống như là nãy giờ thì tôi có nói là mình sẽ chia sẻ về cái biểu đồ tăng trưởng để giúp mà ba mẹ đánh giá cái tăng trưởng của con mình như thế nào là bình thường. Thì cái biểu đồ tăng trưởng ở đây thì tôi cũng xin giới thiệu những cái hình ảnh là có cái biểu đồ tăng trưởng của bé trai và bé gái. Những cái biểu đồ tăng trưởng này quý vị có thể vô website của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là who.int hoặc là cdc.gov. Đó. Thì trong đó có biểu đồ tăng trưởng. Hoặc là quý vị có smartphone, khi mình vô smartphone, vô App Store thì sẽ download những cái app như là mình search cái chữ growth chart. Thì lúc đó mình sẽ tìm được rất là nhiều cái app có biểu đồ tăng trưởng này. Hầu hết các cái app đó đều dựa trên biểu đồ tăng trưởng mà tôi giới thiệu ngày hôm nay. Thì là ở trên màn hình đây là một cái biểu đồ tăng trưởng và của bé trai. Ở đây là từ 0 cho tới 24 tháng. Đây là biểu đồ tăng trưởng này là nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới. Thì có một cái biểu đồ về chiều dài và một biểu đồ về cân nặng. Thì ở đây cái cách mình nhập vô là mình dựa trên cái số tháng của bé, rồi dựa trên kilo cân nặng mà mình chấm qua, để nó giống như là hồi xưa mình học về đồ thị vậy đó. Đó, chấm qua để coi nó nằm ở điểm nào. Tương tự như vậy với cái chiều cao thì mình cũng chấm qua để coi là với bao nhiêu đây cm thì nó nằm ở cái điểm nào. Ở đây mình thấy có nhiều cái con đường đi giống như là đường xe chạy ngoài xa lộ Hà Nội này ha. Thì là nó giống như những cái làn xe vậy đó. Thì nếu mà bé nó tăng lên, mỗi một lần mình đo nó tăng lên theo đúng cái làn xe của nó là bé nó tăng bình thường. Mình không có so nó với cái bé đi ở làn xe khác. Bé nó đi ở làn xe đạp thì không có so nó với bé đi ở làn xe tải. Bé nó đang ở làn xe đạp mà nó đi qua làn xe tải có chừng nó bị đụng xe nha. Rồi, đây là biểu đồ của bé gái thì thường có màu hồng, biểu đồ của bé trai thì có màu xanh. Đó, hai biểu đồ này là của Tổ chức Y tế Thế giới. Biểu đồ kế tiếp cũng giống như vậy nhưng mà của CDC, tức là của Mỹ, thống kê dựa trên dân của Mỹ. Thì cái hình dạng nó cũng tương tự nhưng mà lấy một cái mẫu dân số khác nên là nó chỉ có hơi sai biệt một chút xíu thôi, nhưng mà cái hướng tăng nó vẫn gần như vậy. Mình nhìn thấy con đường nó tăng nó vẫn y như vậy. Đó, đây là bé trai từ 0 cho tới 36 tháng. Cũng có biểu đồ về chiều cao, biểu đồ về cân nặng. Mình cứ nhập vô và ở dưới đây người ta còn cho biết là cả ở cái tháng bao nhiêu, rồi cả có biểu đồ có cha mẹ phải nhập vô đây luôn để biết là cái trạng người của cha mẹ như thế nào. Tại vì là dựa trên trạng người của cha mẹ, dựa trên trạng người của bé thì mới biết là bé đó nó bình thường hay không, giúp bác sĩ chẩn đoán được là bé đó có suy dinh dưỡng không. Bé đó nhỏ chưa chắc là suy dinh dưỡng, tại vì cha nhỏ mẹ nhỏ thì bé nó phải nhỏ, hiểu không? Con của một con chó thì không thể nào so với con của một con voi được. Đây là cũng đó là một cái biểu đồ giống như vậy ha, và hình ảnh trắng đen. Rồi, đây là một cái ví dụ minh họa cho thấy rằng là biểu đồ tăng trưởng của một bé con của một mẹ rất nổi tiếng, tôi không nói tên ở đây. Thì biểu đồ này á, là biểu đồ tăng trưởng về chiều cao. Mỗi lần mẹ của bé tới thì nói rằng là con của em rất là ốm, rất là còi. Là câu hỏi thường xuyên từ nãy giờ của chương trình đúng không ạ? Đó. Thì mỗi lần tới bé nó đều được đo chiều cao. Và nó được chấm ở đây. Từ lúc mà 2 tuổi nè, đây là chưa tới 2 tuổi nè. Cho tới lúc bé đó gần 8 tuổi luôn. Trong 6 năm, gần như 5 năm hơn, gần 6 năm. Thì mình cho thấy rằng là bé đó tăng chiều cao theo cái kênh này. Và khi nối lại thì mình nhìn cái đường này nè, bé nó vẫn tăng lên đều đều đúng cái kênh của nó. Vậy thì chiều cao bé này là bình thường. Bé này nó bị kêu là bị thấp còi bởi vì nó bị so sánh với con số chiều cao của cái bé ở cái kênh số 50. Ở đây mình sẽ thấy cái kênh bách phân vị này. Con số này gọi là bách phân vị, tức là trong 100 bé nó cao hơn bao nhiêu bé. Nếu mà nằm ở bách phân vị thứ 10, ví dụ chấm này nằm ở bách phân vị thứ 10, thì có nghĩa là trong 100 bé nó cao hơn 10 bé. Và nó vẫn đi đúng cái kênh số 10 này từ nhỏ cho tới lớn. Vậy thì bé này tăng chiều cao bình thường. Mình không có so nó với lại cái đứa ở bách phân vị thứ 50,
Yeah. Bách phân vị thứ 50 chỉ là con số trung bình thôi. Có nghĩa là người ta cộng hết bao nhiêu đối tượng được đo trong cái nghiên cứu dân số này và người ta chia cho cái con số đối tượng được đo, tức là chia cho N, nó ra con số trung bình. Vậy thì cái câu hỏi nãy của ông bố nào đó nói là dựa trên cái cân nặng chiều cao có thể biết được suy dinh dưỡng hay không. Dạ. Nếu mà mình thấy nó vẫn tăng lên đúng cái cân của nó thì bé này nó không suy dinh dưỡng. Dạ. Tạng người nó nhỏ hơn những bé khác vì là cha mẹ nhỏ. Dạ. Chứ không có nghĩa là nó suy dinh dưỡng. Dạ. Rồi, đây là biểu đồ về chiều cao nè. Kế tiếp cũng của bé đó mà đây là cân nặng. Đây là cân nặng, mình thấy rằng là cân nặng nó luôn luôn cũng 6 năm trời đó, cân nặng của nó đi ở kênh số 5, từ 3 cho tới 5% bách phân vị. Và nó vẫn tăng lên đều đều như vậy thì có nghĩa là bé đó nó dinh dưỡng hoàn toàn bình thường. Mà thực chất ra bé này nó hoàn toàn khỏe mạnh. À, bé này nó được ép uống sữa rất là nhiều nhưng mà may mắn sao là nó sau một thời gian rất ngắn thì nó không thèm uống sữa nữa. Thì dựa trên biểu đồ cân nặng và chiều cao ha, ở những bé trên 2 tuổi thì mình tính luôn cái chỉ số khối cơ thể gọi là BMI hay là BMI ha, Body Mass Index. Đó, cũng của bé này chỉ số khối cơ thể như vậy. Nó dao động giữa đường số 3, 3% bách phân vị và 85% bách phân vị là cái trên này nè. Đó, cái chấm này nó luôn luôn dao động trong khoảng đó thì bé này là cân đối bình thường. Yeah. Người nó rất là cân đối. Vậy thì bé này ở bên ngoài nhìn rất là còi. Nhưng mà chiếu lên biểu đồ này, chỉ số BMI rất bình thường và nhìn nó rất là cân đối, có nghĩa là bé đã bình thường. Yeah. Vậy thì cái câu hồi nãy tôi có nói là càng nhiều người Việt Nam nói con của bạn còi ốm thì nó càng bình thường. Đây là một bé như vậy. Yeah. Thì quý vị cứ thử chấm cái biểu đồ tăng trưởng của con của mình trên những cái biểu đồ giống như thế này và xem coi nó có bình thường hay không. Yeah. Nha. Đó. Bé nó trừ từ 2 tuổi trở lên là chắc chắn máy nó sẽ tính cái chỉ số BMI. Đây là BMI nè ha. Đó, thì nó ra nó dao động của những cái đường này nó nằm giữa đường số 3 với đường số 85 là bình thường. Là người nó cân đối. Nha. Yeah. Rồi một bé khác, bé này là một bé mà bà mẹ muốn cho con mình cao vượt trội. Thì bé đó nó khám tôi 2 lần. Một lần là lúc bé đó 4 tuổi, lúc đó nó rất là ốm, nhìn nó rất là ốm. Nhìn rất là ốm. Nhưng mà chiều cao nó đang nằm ở cái kênh số 50 này, 50% bách phân vị nè ha. Đây, đó. Và mẹ muốn cho con mình thiệt là cao nữa nên là bé này mỗi ngày uống 1 lít sữa. Wow. Trong suốt bao nhiêu năm trời, từ lúc 4 tuổi cho tới lúc 10 tuổi, tức là 6 năm trời khám lại. Thì mỗi ngày đều uống 1 lít sữa với mong muốn là bé đó được cao hơn. Nhưng mà rõ ràng nhìn trên biểu đồ này thì phát triển về chiều cao bé vẫn đi đúng cái kênh số 50. Chứ nó không tăng cao hơn được cái tạng người của nó. Đúng không ạ? Cũng bé đó nha, khi mà mình coi phát triển về cân nặng. Lúc mà 4 tuổi nó nằm ở kênh số 50 luôn, có nghĩa là lúc 4 tuổi người nó rất là cân đối. Chiều cao ở kênh bách phân vị 50 và cân nặng cũng bách phân vị 50 luôn và người nó rất cân đối, lúc đó tính chỉ số BMI của nó rất bình thường. Nhưng mà sau đó 6 năm mỗi ngày uống 1 lít sữa, chiều cao không tăng lên khỏi cái kênh 50 đó. Nhưng cân nặng thì tăng lên kênh số hơn 97. Ơi. Có nghĩa là bé đó tăng bề ngang. Do đó chỉ số BMI của bé đó như vậy. Chỉ số BMI của bé đó là lúc mà hồi 4 tuổi là nằm ở kênh số dưới đường 75 chút xíu và trên đường 50 có khoảng chừng 65-70 gì đấy. Mà nãy tôi nói là nó nằm giữa đường số 3 và đường 85 là bình thường. Vậy thì lúc 4 tuổi bé này rất bình thường. Nhưng mà bây giờ lúc 10 tuổi nó nằm ở tuốt trên đường 97, nó ở trên đường 95 đã gọi là béo phì rồi đó. Mà nó trên 97 là béo phì nặng.
Đây là hai ví dụ để mà minh họa cho cái giải thích của tôi hồi nãy là nếu mà mình cho nó uống nhiều sữa, nó sẽ không tăng bề cao bao nhiêu cả. Nó vẫn đi đúng kênh của nó. Cái bé đầu tiên á, cũng cho uống nhiều sữa một giai đoạn mà cũng chả tăng chiều cao lên được bao nhiêu. Nó đi đúng hoàn toàn kênh của nó. Sau đó bé đó nó may mắn quá, nó bỏ luôn sữa, nó không uống nữa. Chiều cao nó vẫn lên đúng kênh của nó. Ha, đó. Vậy thì là đây là hai cái ví dụ để cho mình thấy rằng là việc theo dõi biểu đồ tăng trưởng trên cái chart này á rất quan trọng. Và mình coi nó đi đúng cái kênh của nó hay không, bé nó đang ở cái làn đường đó, nó đi đúng làn đường đó là được. Dạ. Và dạ, nó không so với bé ở làn xe khác. Dạ. Nó đây ở làn xe hai bánh, làm ơn đi tiếp ở làn xe hai bánh, nó chạy qua làn xe bốn bánh có thể nó bị phạt. Dạ. Nha. Dạ. Đó là cái những cái chia sẻ về biểu đồ tăng trưởng. Dạ. Mà tôi nghĩ là bất cứ người nào cũng có thể tiếp cận được cái biểu đồ này thông qua mình download một cái file trên mạng về, bằng in ra bằng file giấy rồi mình chấm thủ công, hoặc là tiện nhất là trên những cái máy tính bảng, smartphone vân vân, thì mình có thể theo dõi được. Mình chỉ cần tạo một cái account, mình cho cái tên, cho ngày tháng năm sinh là bé đó bé trai hay bé gái, rồi đo ở lúc mà lúc thời điểm nào là máy nó tự tính ra cái biểu đồ này để cho mình biết.